Everybody, welcome to HealthVKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game tên gì quên nạn, Hàng Long Kim Dung ha. Một phiên bản của Kim Dung các bạn ơi. Hôm nay hơi bị đau họng nên là anh em thông cảm ha. Sẽ nói hơi ít với lại có thể là video hôm nay nó cũng sẽ hơi ít và hơi ngắn ha. Có gì anh em thông cảm nha các bạn ơi. Đó, đó, ok. Một mình anh chấp hết. Ủa, mà con này rồi sập đi luôn. Đánh con boss mạnh quá các bạn. Ăn này mượn nha các bạn ơi. Đó, nhìn đội hình thấy đã không? Vậy mà vô đánh con boss còn chết lên chết xuống. Đậu tương đó. Ủa, con nào đang mặc mấy bộ trang bị này ta? Để lướt được rồi, ok, đâu có anh nào mặc đâu. Ở đây có anh. Ôi, anh này hả, mặc set diệt thần hả? Ok bé ơi, diệt thần luôn. Đó, đồ họa đẹp, tướng mới ha, kỹ năng mới, đồ các kiểu, con đà điểu đồ. Đột phá full luôn rồi hả? Ồ. Cái gì? Tà đạt ma hả? Ok. À, cái hệ này là hệ tà. Kinh mạch, xung mạch lớn. Trời ơi à. Ôi, nội mà nâng nó full nấy không là cũng được khá khá lực chiến rồi đó anh em. Ok. Mà hồi nãy con này là tướng chủ đạo của mình đúng không? Bộ diệt thần, bộ chu tiên. Ok, mình lấy bộ này ha. Bộ diệt thần, tà đạt ma, vip, diệt thần. Mặc hết nha. Ok, cường quá thôi. Cường quá nhanh. Hết, hết đồng hả? Đậu xanh á. Đồng tốn nhiều dữ người ta. Ok men ơi, để từ từ nè ha. Đó. Nó bị Amidan các bạn ơi. Ôi mà nó đau cái cổ chịu không nổi luôn. Đậu xanh nữa. Ơ, hết rồi. Ở trong tơ shop có bán không ta? Ơi hay. Đây vô shop. Ô, shop nè các bạn ơi. Nó hẻ đột phá đồ ha. Nâng phù chân khí đan đồ ha. Đó, bim sung rồi tà lan hồng me hết. Rồi mảnh rồi cái. Ủa cái đồng là cái gì quên mẹ nó rồi. Lâu quá không chơi cái này quên mẹ nó là cái đồng là mình mua cái vé gì rồi. Lệnh vượt hải phù dùng để nhận đồng nè. À đây nè đây nè. Mà mới nhắc tới luôn vậy đó. Ok, dùng để nhận nè ha. Đó. Rồi, đá vô lượng hả? Đá 7749 cái chứ vô lượng gì? Chu tiên. À, đây có chu tiên giáp. Ôi, ở đây có full set chu tiên luôn nè anh em. Đúng rồi, full một set luôn. Đó, nhận thôi. Ơ nhưng mà chu tiên với lại diệt thần là bộ nào mạnh hơn ta? Heo mới chơi nên cũng không rõ hả? Ui 30 hả? 33 hả? Ơ nhưng mà diệt thần mình có rồi. Ơ rương đại phú hào gì nè. Ui. Ôi cái rương mở nhiều quá. Đậu xanh á. Ờ ok lên nè. Nào diệt thần. Bộ diệt thần là mạnh hơn nha. Đâu? Bộ chu tiên. Ôi không, diệt thần mạnh hơn các bạn ơi. Diệt thần nha. Đúng rồi, diệt thần. Đây.
Vậy thì mình cường quá cái bộ diệt thần lên thôi. 150. Ôi. Wow. Một phát một hết tiền luôn hả? Đậu xanh á. Ôi cường quá, khá là tốn tiền các bạn à. Không sao, chúng ta vô đây mua thêm cái vé này hả? Cái vé này mua lần nhân 100 thì nó sẽ ngon hơn các bạn. Mát có 999 nè. Trời ơi, ok. May mà nó cho chọn được 999. Một số game nó cho chọn được có 1 à. À, mua muốn khùng luôn. Đây, cứ cái rương này, cái vé này vô là mình lụm ha. Đó, ôi. Ủa? Hình như, à nó vô rồi, vô 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 vô. Ờ? Nó không có hiện nữa ta. Oh no. Ok. Ôi, một phát một lại hết tiền nữa rồi. Quả thật là cường quá, mấy cái bộ này nó tốn kinh hồn thiệt các bạn. Đó, độc cô gầu bại, đó. Nâng lên, nâng lên, ok, hết, vô shop mua thêm. Chân khí đan nè, trong shop có bán luôn á. Thôi tí nâng ha. Rồi, ngó sơ vàng tướng nè ha. Đó, tướng mới nè các bạn ơi, ngủ tuyệt rồi à. Đọc cô cầu bại nè hả? À, hồi nãy theo tưởng đâu là con ấy không chứ? À, hồi nãy nhìn cứ tưởng đâu là cái gì? Thần điêu đại hiệp. À, đây là tuyệt, cái gì ngũ tuyệt dương trùng dương. À, đây là ma hóa quách tỉnh. Ở đây là ngũ tuyệt hoàng dược sư. Ma hóa tạ tốn nè hả? Tà đạt ma. À, rồi chính đạt ma. Rồi VIP hư trúc diệu tăng. Đó, ui. Ngầu ngầu. Wow, đạt ma nè. Cái này đạt ma hường. Rồi, đà cái gì tà tà đạt ma nè các bạn. Đó. Rồi, rồi cái gì đâu rồi. Rồi, chính đạt ma nè ha. Đó, rồi đây là đạt ma hường nè. Wow. Ok. Đến với thông tin server cái đây rồi tiếp tục ha. Đây, chúng ta có hàng Lâm Kim Dung phiên bản mới nhất. Ngay, full tướng mới SSR. Open server S2 tuyệt tình cốc 13:30 ngày 15 tháng 10. Quy Tân Hữu tướng VIP Tiểu Long Nữ lệnh hầu xung quách tỉnh Hoàng Dung Vương Trùng Dương. Siêu khuyến mãi nạp nhận ngay vàng tướng best VIP nhất trong game. Đó, sự kiện mới đập trứng khinh công đoạt bảo đuổi niên thú. Tỷ lệ nạp game Kim Dung Truyện 100.000 bằng 2 triệu kim nguyên bảo. Cộng móc nạp tích lũy. Đó, 100.000 bằng 20.000 tiểu kim trư. 100.000 bằng 100 gà. Đây, Linh nè ha. Đó. Đua top lực chiến nhận quà. À, top 1 nè ha. Top 2 nè, top 3 nè. Rồi top vô lượng sơn nè. Đó, 1, 2, 3 nè. 10.000 tiểu kim trư nè ha. Đó, thời gian đua top. Zalo admin, nhóm thảo luận. Rồi fanpage game nè. Đó. Đây, ui. Đập cô cầu bại nhìn ngầu ghê. Đấy, quy rất nhiều luôn nha các bạn ơi. Vô là quẩy thôi. Đây, nạp đầu nhận thưởng nè ha. Đó. Rồi đập trứng, đập thử một cái. Gì đây, đó. Ủa, không có gì hết vậy. Bỏ qua đi. Long môn phá nè ha. Rồi hiên cơ luận nè ha. Rồi giờ vàng ưu đãi nạp nhận quà. Đó. Bảo đồ tiểu kim trư. Tiểu kim trư. Bảo đồ tiểu kim trư. Đó, rồi ở đây tiếp tục là gì đây? Rương bí ngô. À, ok. Rồi nạp nhận quà nữa nè. Rồi ở đây chúng ta có nạp nhận quà hàng ngày nè các bạn ơi. Ngày 1, ngày 2 nạp là nhận được luôn ha. Đó, ở đây nữa. Đó, đá bào. Ok. Đó,
Rồi, nạp xong, nhận quà xong thì các bạn vô cái phần đổi đồ nè. Đó, chúng ta đổi đồ lại. Đó, thích cái gì thì đổi cái đó. Rồi, đó, heo con thì chúng ta có hỏi đổi trang bị vũ trụ đồ ha. Chu tiên đồ ha. Cao nhất là diệt thần thì nãy các bạn thấy rồi đó. Xét diệt thần bá đạo trên từng hạt gạo ha. Rồi, đó, ở đây thì chúng ta có đá bào nữa nè. Đó, đá bào đổi heo, kim nguyên bảo, vé tàn bảo đồ. Rồi vé hán, vé tầng đổi tướng SSR nè các bạn. Này, hồn huyết đao lão tổ. Nhìn ngầu ghê không? Này, hồn ma chu chỉ nhược. Ôi, đúng chất chu chỉ nhược luôn các bạn ơi. Nhìn hai con mắt nữa kìa, ghê quá. Đây gì đây, hồn đông phương bất bại. Wow, đông phương bất bại này nhìn ngầu ha. Đó, rồi ở đây là hồn độc cô cậu bại. Đó, hồi nãy mình thấy rồi. Rồi ở đây là hồn quách tương. Hồn hồng lăng ba hả? Hồn hồng lăng ba là con nào ta? Nhân vật mới hả? Không biết con này. Hồn tiêu phong. Ôi, wow, nhìn anh tiêu phong ngầu, ngầu căng đét luôn các bạn ơi. Dọn chí bình nè ha. Ở đây là có diệt tiệt sư thái hả? Ồ, ok đấy. Rồi đổi ngọc nè ha. Rồi đổi huyên hư nè. Đó, tiệc tình đồ này nọ, hít thì đổi. Ôi khoan. Ừ, đổi được. Ok, đổi được. Đổi tâm pháp nè. À, gà mới đổi được. Đổi bét nè. Wow, huyết ma lão tổ. À, ở liệt huyết đao lão tổ. Đó, quỳnh quỳ ngoa lão tổ. Ok, ui, mỗi con tướng này con gì đây? Này là hồn nhạc bất quần hả? Wow, 150.000. ui, đổi hồn tướng, đây là chắc tướng hường nè, rất nhiều luôn. Đổi con bé đi. Ok, hỗ trợ sung. Ở đây bét, ở đây bét là lấy con chu chỉ nhược rồi. Trời ơi, hồi nãy mình còn đi giấy. Chán gì chứ, ok man. Rồi, vô làm lại cái con boss nãy coi, đang đánh boss, boss mạnh quá. Vô bố trận, ok. Đấu nào. Ok, link heo sẽ để hết dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì có thể tải về tìm hiểu thêm ha. Ok, ok. Ui, mấy con boss nó mạnh quá các bạn ơi. Đó, đó. Ui, anh ấy đánh cũng không ăn luôn. Đó, đó. Ui, đã cường quá lên rồi mà đánh cũng không ăn nữa. Đậu xanh. Thôi, để heo đi nâng tướng lên thêm cái đã các bạn ơi. Ok nha. Ôi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, ok. Quang Minh Đỉnh. Đây, đấu luôn chứ. Quang Minh Đỉnh này chắc qua cái một. Ủa, hình như là 4 lượt mới mở cái con này ra hả ta? Đấy, đấy, đấy. Ôi giời ơi, Quang Minh Đỉnh. Ô, 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 ô. Ok, bye bye. Chào tạm biệt các bạn.